Liên quan đến vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU hay còn gọi là Brexit, lãnh đạo công đảng đối lập tại Anh Jeremy Corbyn mới đây trong các cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News tuyên bố đảng này sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn khả năng Brexit không thỏa thuận. Khi được hỏi về triển vọng thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong chính phủ, ông Corbyn cho hay ông sẽ xem xét tình hình khi Quốc hội Anh trở lại làm việc vào tháng 9 tới, sau kỳ nghỉ hè. Trước đó, truyền thông Anh ngày 27 tháng 7 đưa tin, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, người vừa từ chức tuần trước khi ông Boris Johnson nhậm chức thủ tướng, đã có các cuộc thương lượng bí mật với quan chức phụ trách Brexit hàng đầu của công đảng Keir Starmer về cách thức ngăn chặn Brexit không thỏa thuận. Theo đó, ông Hammond và ông Starmer đã nhất trí hợp tác với các nghị sĩ kỳ cựu để tìm ra giải pháp tốt nhất, sử dụng quyền phủ quyết của Quốc hội, ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận. Trong khi đó, kể từ khi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho đến khi trở thành Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson vẫn luôn khẳng định quyết tâm bằng mọi giá hoàn tất Brexit vào ngày 31 tháng 10 tới. Ông thậm chí còn đề ngỏ khả năng đình chỉ Quốc hội nếu các nghị sĩ ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.